Sau khi tiêu diệt nhà Hạ ở tập trước, Thành Thang lên ngôi vua, lập ra nhà Thương. Ông ổn định lại xã hội sau thời kỳ chiến tranh, tiến hành giảm thuế và các nghĩa vụ quân sự của binh lính. Ảnh hưởng của ông lan rộng đến sông Hoàng Hà và nhiều bộ lạc xa xôi hẻo lánh, chẳng hạn các tộc người Đê, người Khương ở xa cũng đến tiến cống và xưng thần. Năm 1760 trước công nguyên, Thành Thang qua đời, khoảng 87 tuổi, ở ngôi được 13 năm. Do con trưởng mất sớm, nên con thứ của ông là Ngoại Bính lên nối ngôi. Thành Thang tên thật là Tử Lý, vì thế mà các vị vua của nhà Thương đều mang họ Tử. Ngoại Bính, tên thật là Tử Thăng. Theo Sử Ký Tư Mã Thiên, ông được Đại Thần Y Doãn đưa lên ngôi, Y Doãn làm phụ chính. Ngoại Bính ở ngôi không lâu. Sử sách không chép rõ các sự kiện xảy ra trong thời gian ngắn ngủi đó. Năm 1758 trước công nguyên, Ngoại Bính qua đời. Ông làm vua tất cả 2 năm, Y Doãn lại lập em Ngoại Bính là Trọng Nhâm lên ngôi. Trọng Nhâm, tên thật là Tử Dung. Trọng Nhâm ở ngôi cũng không được lâu. Sử sách không chép rõ các sự kiện xảy ra trong thời gian ông làm vua. Năm 1754 trước công nguyên, Trọng Nhâm qua đời. Ông làm vua tất cả 4 năm. Khi đó, con của con trưởng Thành Thang là Thái Giáp đã lớn, nên Y Doãn lập Thái Giáp lên ngôi vua. Thái Giáp, tên thật là Tử Trí. Ông được Y Doãn làm phụ chính, tận tình dạy dỗ vị vua trẻ tuổi. Y Doãn nói với Thái Giáp, bậc đế vương phải yêu dân, càng phải chăm chỉ học tập tinh thần trị nước của tổ phụ Thang. Y Doãn còn lấy bài học vua Kiệt nhà Hạ mất nước để khuyên dân ấu chúa. Tuy nhiên, Thái Giáp từ nhỏ sống trong cảnh quyền quý, chỉ hưởng lạc mà không làm việc, và là một người cai trị chuyên quyền đối xử với mọi người rất tồi tệ. Ông không nghe những lời dạy của Y Doãn, vẫn chơi bời phóng túng. Thấy Thái Giáp như vậy, Y Doãn bèn dùng biện pháp mạnh, đày ông ra Đổng Cung và tự mình nắm quyền triều chính. Ngoài ra, Y Doãn còn sai người đến giám sát Thái Giáp để ông suy nghĩ và tỉnh ngộ. Sau 3 năm, Thái Giáp hiểu ra sai lầm của mình, quyết tâm sửa chữa khuyết điểm. Khi thấy Thái Giáp biết tu tỉnh, Y Doãn đích thân đến đón rước vua về kinh đô và trao lại quyền hành cho Thái Giáp. Thái Giáp trở thành một vị vua tài ba của nhà Thương. Vì vậy, trong năm thứ 10 của triều Thái Giáp, Y Doãn từ chức và về hưu, được nhà vua ban hiệu là Trung Tông sau khi ông chết. Khoảng năm 1721 trước công nguyên, Thái Giáp qua đời, làm vua được 33 năm, con ông là Ốc Đinh lên kế vị. Ốc Đinh, tên thật là Tử Huyến. Năm thứ 8 sau khi lên ngôi, Ốc Đinh cho tiến hành nghi lễ để tôn vinh Y Doãn. Sĩ Thanh là tướng quốc dưới thời của ông. Khoảng năm 1692 trước công nguyên, Ốc Đinh qua đời. Ông ở ngôi tất cả 29 năm, em ông là Thái Canh lên nối ngôi. Thái Canh, tên thật là Tử Biện. Sử sách không chép rõ về hành trạng của Thái Canh trong thời gian làm vua. Khoảng năm 1667 trước công nguyên, Thái Canh qua đời. Ông ở ngôi tất cả 24 năm, Trúc Thư Kỷ Niên ghi là 5 năm. Em ông là Tiểu Giáp lên nối ngôi. Tiểu Giáp, tên thật là Tử Cao. Sử sách không chép rõ về hành trạng của Tiểu Giáp trong thời gian làm vua. Khoảng năm 1650 trước công nguyên, Tiểu Giáp qua đời. Ông ở ngôi tất cả 17 năm. Em ông là Ung Kỷ lên nối ngôi. Ung Kỷ, tên thật là Tử Điền. Trong thời gian Ung Kỷ ở ngôi, chính trị nhà Thương sút kém, có chư hầu không đến triều cống. Khoảng năm 1638 trước công nguyên, Ung Kỷ qua đời. Ông ở ngôi tất cả 12 năm, em ông là Thái Mậu lên nối ngôi. Thái Mậu, tên thật là Tử Mật. Trong thời gian cai trị, Thái Mậu trọng dụng Vu Hàm và Y Chắc vào việc trị nước. Vu Hàm và Y Chắc đều là các vị quan giỏi, khiến cho nhà Thương lại cường thịnh như thời Thành Thang. Các chư hầu thời Ung Kỷ từng bỏ chầu cống nhưng tới lúc đó đã đến quy phục Thái Mậu. Năm thứ 35 cai trị, ông viết một bài thơ gọi là Dần Xa. Năm thứ 58, ông cho xây dựng thành phố Bồ Cô. Năm thứ 61, 9 bộ tộc Đông Cửu di cử sứ giả tới Thương. Khoảng năm 1563 trước công nguyên, Thái Mậu qua đời. Ông ở ngôi tất cả 75 năm, con ông là Trọng Đinh lên nối ngôi. Trọng Đinh, tên thật là Tử Trang. Ngay khi lên làm vua, Trọng Đinh đã tiến hành rời đô và trong năm thứ 6 cai trị, ông tấn công tộc Lam Xích. Khoảng năm 1550 trước công nguyên, Trọng Đinh qua đời, ở ngôi tất cả 13 năm, các nguồn khác nói là 11 hoặc 9 năm, em ông là Ngoại Nhâm lên nối ngôi. Ngoại Nhâm, tên thật là Tử Pháp. Sử Ký Tư Mã Thiên có đề cập đến việc biến loạn trong cung đình nhà Thương trong việc truyền ngôi giữa các anh em Trọng Đinh và con cháu họ. Việc tranh chấp kéo dài trong nhiều thế hệ vua nhà Thương mà sử sách không nêu chi tiết. Sử ký chỉ cho biết tranh chấp kéo dài thêm 8 đời nữa. Khoảng năm 1535 trước công nguyên, Ngoại Nhâm qua đời. Ông ở ngôi tất cả 15 năm, em ông là Hà Đản Giáp lên nối ngôi. Hà Đản Giáp, tên thật là Tử Trình.
trong thời gian Hà Đản Giáp làm vua, chính trị nhà Thương lại suy kém khiến các chư hầu không phục. Trong những năm cai trị, Hà Đản Giáp chú trọng vào việc thôn tính các tộc người lân cận. Khoảng năm 1526 trước công nguyên, Hà Đản Giáp qua đời. Ông ở ngôi tất cả 9 năm, con ông là Tổ Ất lên nối ngôi. Tổ Ất, tên thật là Tử Đằng. Trong thời gian trị vì của ông, nhà Thương lại cường thịnh sau thời kỳ suy yếu của Hà Đản Giáp, do việc trọng dụng Vu Hiền, làm tướng trong năm thứ 3 và Cao Ngữ là chư hầu trong 15 năm. Khoảng năm 1507 trước công nguyên, Tổ Ất qua đời. Ông ở ngôi tất cả 19 năm, con ông là Tổ Tân lên nối ngôi. Tổ Tân, tên thật là Tử Đán. Sử sách không chép rõ hành trạng của Tổ Tân trong thời gian trị vì. Khoảng năm 1491 trước công nguyên, Tổ Tân qua đời. Ông ở ngôi tất cả 16 năm, Trúc Thư Kỷ Niên ghi là 14 năm, em ông là Ốc Giáp lên nối ngôi. Ốc Giáp, tên thật là Tử Du. Sử sách không chép rõ hành trạng của Ốc Giáp trong thời gian trị vì. Khoảng năm 1466 trước công nguyên, Ốc Giáp qua đời. Ông ở ngôi tất cả 25 năm. Người con của Tổ Tân là Tổ Đinh, cháu gọi Ốc Giáp bằng chú, lên nối ngôi. Tổ Đinh, tên thật là Tử Tân. Sử sách không chép rõ hành trạng của Tổ Đinh trong thời gian trị vì. Khoảng năm 1434 trước công nguyên, Tổ Đinh qua đời. Ông ở ngôi tất cả 32 năm. Người em họ ông, con của vua Ốc Giáp, tên là Nam Canh, lên nối ngôi. Tranh chấp trong nội tộc nhà Thương kéo dài thêm hai đời nữa mới chấm dứt. Nam Canh, tên thật là Tử Canh. Khoảng năm 1409 trước công nguyên, ông qua đời. Ở ngôi tất cả 25 năm, có tài liệu là 29 năm. Người cháu ông, con của vua Tổ Đinh, tên là Dương Giáp, lên nối ngôi. Tranh chấp trong nội tộc nhà Thương kéo dài thêm một đời nữa mới chấm dứt. Việc tranh chấp này dẫn tới sự bất phục tùng của các chư hầu. Dương Giáp, tên thật là Tử Hòa. Tới thời Dương Giáp, biến loạn đã chấm dứt. Trong năm thứ 3 sau khi lên ngôi, ông phái quân tấn công tộc Đan Sơn. Khoảng năm 1402 trước công nguyên, ông qua đời, ở ngôi tất cả 7 năm, có tài liệu ghi là 17 năm. Em ông là Bàn Canh lên nối ngôi. Bàn Canh, tên thật là Tử Tuần. Sau khi lên ngôi, Bàn Canh đã thực hiện thiên đô nhiều lần để chọn nơi đất tốt, tránh lũ lụt ảnh hưởng đến đời sống. Do phải di chuyển nhiều lần, nhân dân tỏ ý oán thán. Bàn Canh triệu tập các chư hầu đến nêu rõ lý do của việc thiên đồ, vì muốn noi theo sự nghiệp của Thành Thang. Sau 5 lần di chuyển, vào năm thứ 14 sau khi lên ngôi, ông rời qua sông Hoàng Hà đến Bắc Mông và đổi tên thành Ân Khư. Từ khi chuyển đến nơi đây, tình hình dân cư dần dần ổn định, nhà Ân lại cường thịnh, được các chư hầu thần phục như đời Thành Thang. Do việc rời đô này mà nhà Thương còn được gọi là nhà Ân. Khoảng năm 1374 trước công nguyên, ông qua đời, ở ngôi tất cả 28 năm. Em ông là Tiểu Tân lên nối ngôi. Tiểu Tân, tên thật là Tử Phạm. Trong thời gian Tiểu Tân làm vua, nhà Ân lại suy yếu. Người nhà Ân nhớ tới công đức của vua anh Bàn Canh, nên soạn ra ba thiên Bàn Canh để tưởng nhớ. Khoảng năm 1353 trước công nguyên, ông qua đời, ở ngôi tất cả 21 năm. Em ông là Tiểu Ất lên nối ngôi. Tiểu Ất, tên thật là Tử Liễm. Khoảng năm 1325 trước công nguyên, ông qua đời, ở ngôi tất cả 28 năm. Như vậy bốn anh em Dương Giáp lần lượt truyền ngôi cho nhau làm vua trong hơn 80 năm. Con ông là Vũ Đinh lên nối ngôi. Vũ Đinh rất quan tâm đến việc trấn hưng nhà Thương, trong 3 năm giao hết quyền hành cho các tướng điều hành việc triều chính, còn bản thân mình tập trung suy nghĩ chính sự. Một hôm ông nằm mơ gặp một người tên là Duyệt, bèn hỏi các đại thần nhưng không ai biết người này. Ông bèn tự mình đi tìm. Khi đến đất Phó, nghe nói có người tên là Duyệt đang phạm tội, phải đi lao động đắp đường ở chỗ hiểm trở. Vũ Đinh bèn sai triệu Duyệt đến. Khi Duyệt đến, Vũ Đinh thấy đúng là người gặp trong mộng, nên rất mừng, triệu vào nói chuyện. Qua tiếp xúc, ông thấy Duyệt là người tài, bèn tha tội, đưa về triều phong làm tướng. Lấy đất Phó làm họ, ban cho Duyệt nên từ đó mọi người gọi là Phó Duyệt. Vũ Đinh dùng Phó Duyệt làm tướng quản lý triều đình, lại nghe theo lời khuyên của đại thần Tổ Kỷ về việc coi trọng chính sự. Từ đó nhà Thương lại hưng thịnh và được sự tuân phục của chư hầu. Ông thúc đẩy sự trung thành của các bộ lạc lân cận bằng cách kết hôn với một phụ nữ từ mỗi tộc. Phi tần được yêu mến nhất của ông là Phụ Hảo. Trong năm thứ 29, ông tiến hành nghi lễ vinh danh tổ tiên Thành Thang tại đền thờ hoàng gia. Tức giận bởi sự hiện diện của một con gà hoang đứng trên một đỉnh đồng trong nghi lễ, ông lên án các chư hầu của mình và đã viết một bài viết gọi là Cao Tông Can Nhật. Trong những năm tiếp theo, ông mang quân đi tấn công tộc người xung quanh. Khoảng năm 1266 trước công nguyên, ông qua đời, ở ngôi tất cả 59 năm, con Vũ Đinh là Tổ Canh lên nối ngôi. Tổ Canh, tên thật là Tử Diệu.
Tổ Canh noi theo gương của vua cha Vũ Đinh, tôn miếu hiệu cho cha là Cao Tông. Đại thần Tổ Kỳ soạn những bài Cao Tông Đồng Nhật và Cao Tông Tri Huấn, ghi lại những lời dạy của Vũ Đinh. Khoảng năm 1259 trước công nguyên, ông qua đời, ở ngôi tất cả 7 năm, em ông là Tổ Giáp lên nối ngôi. Tổ Giáp, tên thật là Tử Tài. Tổ Giáp là ông vua hoang dâm ít quan tâm chính sự, vì vậy nhà Thương lại suy yếu sau hai đời thịnh trị. Khoảng năm 1226 trước công nguyên, Tổ Giáp qua đời, ở ngôi tất cả 33 năm, con ông là Lẫm Tân lên nối ngôi. Sử không chép rõ hành trạng của Lẫm Tân trong thời gian làm vua. Khoảng năm 1220 trước công nguyên, ông qua đời, ở ngôi tất cả 6 năm, theo chúc thư kỷ niên là 4 năm, em ông là Canh Đinh lên nối ngôi. Canh Đinh, tên thật là Tử Ngao. Sử không chép rõ hành trạng của Canh Đinh trong thời gian làm vua. Khoảng năm 1199 trước công nguyên, ông qua đời, ở ngôi tất cả 21 năm, con ông là Vũ Ất lên nối ngôi. Vũ Ất, tên thật là Tử Cù. Thời Vũ Ất, một nước Chu Hầu là Chu Dần lớn mạnh, đánh bại các bộ tộc xung quanh, thủ lĩnh đứng đầu là Cơ Quý Lịch. Theo kinh thư, Vũ Ất có những việc làm khá bệnh hoạn và hoang tưởng. Ông sai Tạc Tượng Gỗ, gọi đó là Thiên Thần, rồi cùng Thiên Thần đánh bạc và sai người làm trọng tài. Thiên Thần luôn bị thua bạc 3 lần, nhân đó Vũ Ất lấy gươm chặt đầu tượng gỗ, đeo gọt tượng gỗ để làm nhục Thiên Thần. Vũ Ất lại sai người khâu túi ra, đổ máu vào trong rồi treo lên, lấy cung tên bắn vào cho máu phun ra, gọi đó là việc làm bắn trời. Ông cũng bán bổ thần sấm và xét bằng cách nói rằng họ chẳng là gì cả. Những việc làm trên của Vũ Ất bị sử ký gọi là vô đạo. Khoảng năm 1195 trước công nguyên, Vũ Ất đang đi săn thì bị xét đánh trúng và qua đời. Các nhà sử học về sau kết luận rằng, đó là sự trả thù của các thần dành cho sự báng bổ của ông. Vũ Ất ở ngôi tất cả 4 năm, con ông là Thái Đinh lên nối ngôi. Sau khi Thái Đinh lên ngôi, Quý Lịch liên tục lập công và báo cáo chiến thắng cho Thái Đinh. Tuy nhiên, do lo sợ nước Chu phát triển quá mạnh mẽ, Thái Đinh ban thưởng cho Quý Lịch và phái ông đến một thành phố được gọi là Tắc Kiều, và giết chết. Khoảng năm 1192 trước công nguyên, ông qua đời, ở ngôi tất cả 3 năm. Con ông là Đế Ất lên nối ngôi. Đế Ất, tên thật là Tử Tiện. Chính sự thời Đế Ất ngày càng suy yếu. Ất có 3 người con trai là Tử Khải, Tử Diễn, Tử Thụ. Tử Khải là anh, nhưng mẹ xuất thân không sang nên Tử Thụ được chọn làm người kế vị. Khoảng năm 1155 trước công nguyên, Đế Ất qua đời, ở ngôi tất cả 37 năm, Tử Thụ lên nối ngôi. Đế Tân, tên thật là Tử Thụ, hay còn được biết đến với tên gọi Trụ Vương. Trong sử ký, ông là con của Đế Ất, từ nhỏ có tiếng thông hiểu sách vở, vẻ ngoài tráng kiệt lạ thường. Sách Tuân Tử cho biết ông từ nhỏ nổi tiếng tuấn kiệt, có thể gọi là anh hùng đương thời. Trong những năm sau này, Đế Tân chỉ biết đến rượu chè, phụ nữ, tình dục và sự thiếu đạo đức, thích cầm quân hơn là bàn chính sự trong triều. Theo Tư Mã Thiên, ông thậm chí còn tổ chức những lễ hội, với nhiều người tham gia vào quan hệ tình dục cùng một lúc với các thê thiếp của ông và tạo ra các bài hát, với lời lẽ thô thiển và nhịp điệu nghèo nàn. Trong truyền thuyết, ông được mô tả là chịu ảnh hưởng của người vợ độc ác là Đắc Kỷ. Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất Đế Tân rất thích là tiểu trì nhục lâm. Điều này cho phép Đế Tân, bạn bè và thê thiếp của ông lênh đênh trên những chiếc xuồng trong hồ rượu và suốt ngày đêm vui chơi đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài. Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị trong lịch sử Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng nghe lời Đắc Kỷ xây Lộc Đài là một ngôi nhà to và cao vút để từ trên đỉnh có thể thưởng ngoạn cảnh vật của đất nước. Để vui lòng Đắc Kỷ, ông đã nghe lời xúi dục của bà mà bày ra vô số cực hình tàn khốc, mà nổi tiếng nhất là Sái Bồn và Bào Lạc. Nạn nhân của các cực hình này, dao động từ dân thường và tù nhân đến các đại thần triều đình. Để hỗ trợ cho sự xa hoa của Đế Tân mỗi ngày, các loại thuế cực kỳ nặng nề được ban hành. Dân thường phải chịu đựng rất nhiều và do đó và mất hết hy vọng cho nhà Thương. Anh trai của Đế Tân cố gắng thuyết phục ông thay đổi nhưng bị của trách. Người chú của Đế Tân là Tỷ Can cố làm điều tương tự, nhưng Đế Tân lại ra lệnh moi tim ông, để xem trái tim của nhà Hiền Triết trông như thế nào. Những hành vi tàn ác này của Đế Tân khiến cho chư hầu và các tướng dần dần xa lánh dẫn đến sự suy yếu của nhà Thương sau này. Tây Bá Hầu Cơ Xương, con trai Cơ Quý Lịch, căm giận Đế Tân, cố tìm cách giấu mình, giả cách quy phục rồi ngầm tập hợp lực lượng chống lại. Khi Cơ Xương mất, con là Cơ Phát lên ngôi, cùng 11 tiểu quốc ở phía Tây mang quân đi đánh Thương. Quân Thương chủ lực ở Đông Nam, không kịp cứu kinh đô Triều Ca, Đế Tân hốt hoảng, đành trang bị cho quân dân nô lệ. Song Cơ Phát theo kế của Khương Tử Nha, mà đánh vào Triều Ca đang không có ai chống đỡ. Đế Tân biết vội rút quân về, nhưng bị đánh bại tại trận Mục Giã.
Đế Tân bèn rút về Triều Ca, lên Lộc Đài mà tự sát. Đát Kỷ trong cơn loạn cũng bị bắt và bị chém đầu thị chúng. Triều Thương chính thức bị diệt vong. Cơ Phát lên ngôi thiên tử, lập ra nhà Chu.